Chào các em, đây là anh Tài đây. Hiện bây giờ anh phát thanh từ thành phố Bangkok đó. Xong rồi trong cái video này đó, anh muốn mà chia sẻ với các em một cái sai lầm mà anh làm rất là lớn, mà anh làm hết không phải là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần hay là năm lần, mà anh làm hết mấy chục lần rồi, ok? Rồi xong rồi gần đây đó, lúc mà anh về định cư ở bên Việt Nam đó, anh nói chuyện như hết cũng mấy chục đứa mà em rồi đó mà liên lạc với anh đúng không? Để mà hỏi tư vấn ví dụ mà làm ăn rồi xong làm tiền rồi xong rồi làm kinh doanh đồ làm mà đi hướng nào trong nghề nghiệp của mình đồ đó. Rồi xong rồi anh chia sẻ đó không? Anh thấy là một cái sai lầm là mỗi mà các em mà đang mà hỏi anh đó không? Cũng mà các em mà liên lạc với anh đó để nên làm gì để làm tiền đó. Các em hỏi là mình nên làm online marketing làm tiền trên mạng hay là mua bán cổ phiếu, hay là thấy anh làm mua bán cổ phiếu với lại mua bán tiền điện tử đó, xong các em muốn làm theo, hay là thấy bà con anh em ta làm thành công trong mà bất động sản đó, rồi xong rồi muốn làm theo luôn hay là làm sao, rồi xong rồi hay là đi mà mở kinh doanh hay là khởi nghiệp hay là làm sao, ok, thấy mà hay là đi qua bên Mỹ đi làm tiệm móng tay hay là mở tiệm quán đồ, ok, hết chưa? Mấy cái câu hỏi này các em hỏi không là nó rất là sai lầm. Nó là không phải là cái câu hỏi đầu tiên mình nên hỏi cúp mình ra đời mình muốn làm giàu, ok, hay là mình muốn mà khởi nghiệp. Bởi vì anh ở đây đó, anh muốn vẽ ra cái bản đồ đó để cho các em hiểu biết là mình nên hỏi cái câu hỏi nào trước, rồi xong mình nên lo quan tâm tới cái vấn đề gì trước đó, rồi xong lúc đó mình mới biết sao được, ok. Bây giờ anh có người bên mà bên Úc, người bên mà Canada, người bên Mỹ, rồi xong người nào cũng liên lạc anh, nói chứ hỏi anh nên làm gì để làm tiền, ok. Cái câu hỏi này đó là anh đã sai lầm hết lâu lắm rồi, ok. Bởi vì anh sẽ vẽ ra cái bản đồ đó để cho các em thấy là mình nên làm cái phương pháp mà mình làm tiền đó, mình nên làm làm sao, ok. Bây giờ đó, cái đầu tiên đó là anh sẽ vẽ ra đó bông là tụi em á, liền bây giờ đó cái hoàn cảnh của em á, dù nó nghèo giàu hay là trong anh không có biết, ok, thì nó liền bây giờ đó thì em á, các em á đang ở cái mà quan tâm á, cái chỗ A ngay đây, ok. Rồi xong rồi các em á, ở bên này đó thì á, là mình để là tới mà B đi, ngay chỗ này đó là tụi em á làm có tiền, ok. Xong rồi trên cái hướng đi á mà tới đây đó, các em hỏi là mình nên đi cái hướng đi nào, ok, là mình nên đi bất động sản hay đi khởi nghiệp hay là mình đi hết trơn mấy cái hướng đi đó, ok. Mình đi nên đi cái chỗ nào để lại để làm tiền, ok. Cái đó là cái câu hỏi mà các em hỏi nó rất là sai lầm, ok. Tại vì cái câu hỏi này đó là theo cái bản đồ này đó là các em hỏi đó là mình muốn đi cái hướng nào đó, phải không? Để đi đây, ok. Bởi người ta, nhiều người ta hỏi anh đó là mình nên đi mà đầu tư trong thí dụ như mà mình nói tiền điện tử đi, ok, là cái ngành anh làm đó, hay là có người khác anh ta muốn đi qua đây không, nên đi mà cổ phiếu đi, ok, stocks đi. Sẵn đây mình học tiếng Anh luôn, ok, sẵn đây mình học tiếng Anh luôn, ok, stocks, ok. Hay là mình đi á, là mình đi cái hướng đi bất động sản á, là real estate, ok, hay là mình đi cái hướng đi khác nữa không, tới đây á, là mình đi làm cái mà công ăn việc làm á, tiếng Mỹ nó kêu là business á, xong mình viết ngắn nó lại thành chữ business, ok. Thì á, mình đi nên đi cái hướng đi nào, ok, ai cũng mà liên lạc anh á hỏi câu này cho hay anh Tài, em nên đi cái hướng nào nào để đi lại làm đây mới có tiền, ok. Hết chưa, mấy câu hỏi nữa tầm bậy hết chưa, ok, tầm bậy hết trơn. Tại vì á, các em hỏi á, là mình nên đi đâu, ok, mà cái sai lầm mà các em làm đó, mà anh cũng đã làm hết mấy chục lần rồi đó, chứ không phải là một hai lần, ok, là mình phải biết á, là cái hướng đi á, cái chỗ mà mình muốn đi là ngay chỗ nào, ok. Trước khi á, mình muốn hỏi là mình đi cái hướng nào đó, mình phải biết rằng á, là chỗ này đó, ok, chỗ này đó là cái chỗ á, mình muốn đi á, là chỗ nào, ok, mình phải hỏi tự mình, hỏi cái thân mình á, cái này đó không có ai trả lời được hết trơn á. Anh có phụ các em á đi hướng này được mà mình không có biết đi hướng nào, ok. Trước khi á mình muốn hỏi mình đi hướng nào đó là mình phải biết á, cái chỗ mà mình muốn đi, ok. Tiếng Mỹ á là nó kêu bằng á là tiếng Mỹ á là nó kêu bằng á là cái destination á. Thì trong cái vấn đề á, mà làm tiền á, không,
thì mình nói là cái financial destination là tiền bạc đó, financial là tiền bạc, tài chính đó, bông là cái final, cái financial destination đó là mình muốn là ở đâu, ok? Cái này đó, thí dụ á, thí dụ như anh làm cái thí dụ của anh nha, anh làm cái thí dụ của anh á, rồi xong các em xem á, là rồi xong rồi các em mới ghi xuống cái vấn đề mà các em muốn làm, ok? Trước đây á, trước khi mình hỏi mình làm tiền sao đó, mình phải biết rằng á, là cái cuộc sống mình muốn á, là nó ra làm sao, ok? Cái đầu tiên á, như thí dụ như anh đi, các em biết á, là anh là người mà vượt biên đó, anh qua bên Mỹ đó, xong gia đình của anh nó không có ăn học đó, rồi xong rồi nghèo quá đó, không có vốn, không có ai mà tư vấn để làm ăn làm sao đó, rồi xong không biết làm ăn làm sao đó, tại vì gia đình của anh đó trong cái làng mà rất là nhỏ đó, xong rồi dân đi biển đó, rồi xong rồi dân sửa tàu rồi đó, bởi qua bên Mỹ đó chỉ biết mà sửa tàu, làm thợ tiện, làm thợ máy rồi mấy vấn đề đó, bởi vì gia đình của anh đó không có biết làm gì để có tiền hết trơn, chỉ làm thợ thôi, không biết làm ăn, không biết làm kinh doanh được hết trơn á, dù ở bên Mỹ có nhiều cơ hội đi mà tại sợ mất mặt đó, xong không dám hỏi ai, xong không nói chuyện với ai, không có làm quen với ai hết trơn á. Bởi vì bên Mỹ nghèo chết mồ, xong rồi tôi gia đình của anh đó vô ở trong khu Mỹ Đen để cho nó bớt tiền mà chi phí đó, rồi xong rồi đi chơi với Mỹ Đen bán mặt phiến, rồi xong cái vô nhà tù hết 14 năm, gần 14 năm rồi xong ra tù đó, xong từ hai bàn tay trắng của anh đó, xong rồi phải tạo lên sự nghiệp, tạo lên kinh doanh làm ăn trở lại, ok? Mà trước khi mà anh ra tù đó, nhiều các em hỏi tại sao anh Tài, tại sao mà anh ở trong tù đó, gần hết 14 năm không có gia đình ủng hộ, không có người nào mà nói cái lời mà tức đó không, để cho ủng hộ cho các anh cho anh rồi xong không có ai nói cái lời nào mà nó đưa cho anh động lực để phát triển tới mà sao anh làm được, ok? Tại vì trong cái 14 năm mà anh ở trong tù đó, anh đã mơ cái giấc mơ rồi, anh đã tạo ra cái giấc mơ trong cái tư duy của anh đó, trong cái tinh thần của anh đó, trong cái đầu óc của anh đó, là anh muốn đó, là làm tiền đó không, mà không phải là làm tiền nhỏ, ok? Anh không phải muốn làm là bạc ngàn, ok? Anh muốn làm là bạc triệu chứ không phải là bạc ngàn, ok? Bởi vì nhiều người người ta muốn là làm, you know, bạc ngàn đi, còn anh thì anh muốn làm là bạc triệu, ok? Anh muốn làm tiền, cái số tiền nó rất là lớn chứ không phải là rất là nhỏ, ok? Bởi vì anh tối ngày đó anh đi nói chuyện với mấy người tù khác đó, sau nói chuyện với mấy người nghèo khác đó, anh cứ nói hoài, anh nói hoài cho cái miệng anh nó quen, tại vì anh biết rằng là mình nghèo chết mồ quá không, mà mình ra ngoài đời đó mình không có một xu trong túi mình đó, mà mình nói với bày đặt nói rằng là mình làm bạc triệu này bạc triệu kia đó không, không ai tin được hết trơn á, rồi xong mình cũng không tin nữa, bởi vì anh tập nói, anh nói hoài. Có lần đầu tiên anh nói rằng anh muốn làm triệu phú đó không, cái miệng anh nó cái lắm hết trơn gì đó, ok? Nó nói không được tại gì á, anh mở miệng ra anh sợ rằng á là bà con anh em ta cười mình á trong nhà tù đó, rồi xong mà bà con ta cười mình, rồi xong nói mẹ mày dốt chết mồ, mày làm cái gì, mày ở tù gần 14 năm mà mày muốn làm triệu phú, đúng không? Cái chuyện khùng điên, ok? Bởi vì anh sợ cái vấn đề anh không dám nói nữa, bởi vì anh biết rằng là anh để ý rằng là man, mỗi lần mà cúp mà anh với mấy thằng tù kia mà nói chuyện dù sau này trong tương lai của mình ra tù đó muốn làm gì đó không, xong anh mỗi lần anh mở cái miệng anh nói là muốn làm triệu phú đó, anh cứng cái miệng cái chân gì đó, anh nói không được, ok? Bởi vì anh tập luyện, các em nhớ nha, cái đài phương pháp thành công nó bông là không phải là cái đài lý thuyết, cái đài này là cái đài thực tế ở ngoài đời đó, mình thực tế mình làm sao mới làm giàu được, mình làm ăn khá được, mình mới kiếm cái người con gái mà mình muốn để làm vợ, cái người anh trai mình muốn để làm chồng, đúng không? Cái này là cái đài thực tế, cái thực tế là em muốn mà nói, em muốn tin rằng là em muốn làm triệu phú hay là gì đó, không thì em phải mở cái miệng ra em nói ra, mà tại vì trong lòng của em mà không tin nữa, không trong lòng của anh, trong lòng của anh mà anh không tin nữa, không ai mà tin, ok? Bởi vì anh tập nói cái đó là cái đầu tiên, ok? Cái thứ hai đó là anh muốn rằng á là vợ của anh á, ok? Anh bỏ đây bông là at home wife đi, là vợ của bông nó làm ở nhà, nó giữ con cái, nó giữ anh, nó lo làm tình với anh, nó lo thương mà con cái của anh á bông, nó không lo đi làm gì chăng á, anh không muốn á, anh không muốn nó đi làm gì chăng á, ok? Anh muốn nó ở nhà, nó lo nó cái giác của nó là lo làm tình với anh, ngủ với anh, rồi xong rồi hung hết anh mà thương anh đó không, thương mấy đứa nhỏ con cái sắc săn sóc con cái của anh, xong rồi mà rồi như đủ rồi, nó không cần làm gì hết trơn á, ok? Nó không cần đi làm, nó không cần đi học, cần bài bằng đại học, không cần ba đầu quỷ đó, tại vì anh tin rằng á là anh sẽ làm đủ tiền á để săn sóc cái vợ của anh, đúng không? Trong cái đầu của anh đó không, cái ý nghĩa của người đàn ông á
cái ý nghĩa của người như mấy đứa nhóc nhóc là liền bây giờ đó, nó bên Mỹ đó, nó hên rằng đó, cha mẹ nó có mà tiền bạc đó, làm cho đã đó bông, xong tụi nó nhà gia đình nó giàu đó, mà xong ra ăn chơi uống mà rượu xong nhậu xong rồi mà hút xì ke ma tí tùm lum bên Mỹ đúng không, mấy thằng nhóc gì đó bông, mấy mấy thằng quỷ đó bông, anh không có, cái đó là không phải là cái ý nghĩa của người đàn ông của anh trong đầu của anh, ok. Cái ý nghĩa của người đàn ông đó bông là mình là con nít á, mình nhờ cha mẹ mình phụ mình nhờ ông nội mình phụ mình nhờ bà nội mình, ông chú ông cố, bà cô bà bác rồi mấy người xung quanh mình đó phụ mình để cho mình lớn lên, mà cũng mình lớn lên rồi đó, mình là người đàn ông rồi đó bông, mình phải tự á, là mình săn sóc gia đình của mình á, mình săn sóc cái người xung quanh mình mà mình thương mến, chứ không phải là mình để cho cha mẹ mình đi làm không sinh sống gì đó rồi xong rồi trả nợ cho mình, rồi xong mình đi ở nhà nhậu hay là đi nhậu đi mà hút xì ke mà tí tối tối ngày. Bên Mỹ cái tật mà mấy đứa nhỏ bông mà trong nhà giàu á, nó hư nó đi mà hút xì ke bông càng xa tối ngày đó, cái đó chuyện thường nó bên Mỹ đó, nhất là trong cái tiểu bang Cali, tiểu bang mà Colorado, mấy cái tiểu bang mà nó nói rằng đó là cần sa là không phải là bất hợp pháp đó, nó đổi luật rồi đó, xong mấy cái tiểu bang đó hả, bà con mấy đứa nhóc mà nó con nhà giàu với lại nó có tiền mà thích hút, nó thích mà hút cần sa đó luôn, nó bu vô mấy cái tiểu bang đó, cho nên anh ghét mấy cái đó lắm, ok. Thì đó là anh muốn cái cuộc sống đó không, là vợ của anh đó nó ở nhà, ok. Cái thứ ba đó, cái lý do nữa không, là anh để ý bên Mỹ đó, cái này là theo cái kinh nghiệm của anh, ok, cái kinh nghiệm của mọi người nó khác nhau, cái kinh nghiệm của anh đó thì ở bên Mỹ anh để ý là anh thấy đó là hơn 50% á, cái gia đình bên Mỹ đó vợ chồng đó, nó tách rời ra, nó mà nó tiếng Mỹ gọi là divorce đó không, nó tách rời ra là tại vì á hai người phải đi làm rồi xong rồi cũng mà không có gặp mặt nhau, rồi xong rồi vài năm sau á cứ đi làm ngoài công giống đi làm ngoài đó, cài hoài đó, rồi xong cái mình làm gì đó mình không có mà có cái mà thời gian để mà thương vợ mình hay là thương chồng mình, mà xong có cái thời gian để làm tình nhau, xong yêu thương nhau đó, rồi xong sau đó đó người hai người tách rời rồi, không không thương nhau nữa, không có thích nhau nữa, xong còn ghét nhau nữa, ok. Xong rồi anh không có bao giờ đó muốn cái vấn đề đó, anh không bao giờ muốn cái vấn đề đó, cũng mà anh gặp con nhỏ con gái mà anh thương mến đó không, anh không có bao giờ đó anh muốn rằng đó là tại vì đó, anh nghèo mạt hay là anh là không có tiền đó, mà xong rồi anh với vợ anh phải mà tách rời ra, ok. Cái đó là anh không có chấp nhận được, ok. Bởi vì đó, anh muốn cái vấn đề đó, cái vấn đề nữa đó là cũng mà anh làm có tiền đó là anh muốn làm á, là tiếng Mỹ á nó kêu bằng á là location independence, ok, location independent là independent là tự do đó, rồi xong rồi location đó, là cái chỗ đó, là cái chỗ mình làm á, mình có cái sự tự do đó là mình muốn làm đâu làm, ok. Anh không phải là làm biếng, anh không phải là làm biếng, ok. Bởi vì á anh muốn á rằng á là anh mỗi ngày đó anh ghét cái là anh phải chạy vô, anh phải mà đóng vô đồng hồ rồi xong phải check in rồi xong rồi phải mà bấm thẻ rồi xong rồi làm đúng 8 tiếng là 9 tiếng một ngày đó, rồi xong bấm thẻ xong chạy về xong kẹt xe ba đầu quỷ đó bọn anh ghét ba đầu quỷ lắm. Anh không phải là làm biếng mà anh ghét nhất á là mỗi ngày đó anh phải chạy vô, mỗi ngày là phải chạy vô văn phòng, mỗi ngày phải chạy vô văn phòng hay là mỗi ngày phải chạy vô sở làm hay là mỗi ngày đó phải chạy vô công công ty làm, ok. Anh ghét cái đồ quỷ đó lắm, ok. Anh làm á, anh thà là anh ở nhà đó anh làm 15 16 20 tiếng đồng hồ đó bông, anh không có sợ, ok. Mà anh ghét cái là mỗi bữa sáng đó là anh thấy giật mình thức dậy cái đồng hồ nữa nó reo cái anh giật mình thức dậy đó bông, rồi xong phải chạy đi mà đi làm rồi xong rồi mà rồi chạy về rồi xong phải cái mà sửa đồng hồ lại rồi xong giấc sáng nó đồng hồ nó reo cái giật mình thức gì nữa không, anh ghét cái đồ quỷ đó lắm, ok. Bởi vì á cái đó là anh không chấp nhận, cái đó là anh không có làm được, ok. Bởi vì á cái công việc mà anh làm để tạo ra tiền đó nó phải rằng á là location independent. Nhiều người á ta không cần ta cái đó nó không trở ngại cho nhiều người, có nhiều người bác sĩ đó họ vô người ta làm trong bệnh viện rồi xong rồi người ta vô người ta mổ người ta trị bệnh người ta mỗi ngày đó không, rồi xong cái cuối cái ngày đó rồi xong ta về đó không, người ta không thấy trở ngại vậy đó. Còn anh á anh làm cái đó không được, anh làm được không mà anh không thích làm, anh làm được chứ không phải là anh không làm, ok, mà anh không thích làm cái đó, ok. Như là cái thứ tư nữa đó là cái pay limit, ok, là anh muốn làm á là mấy cái vấn đề gì đó mà cái pay limit đó không là nó không có cái mức hạn, cái limit là cái mức á, ok, cái pay là cái trả tiền á, là nó trả tiền mình á, anh không có muốn làm cái ngành gì đó mà nó có cái mức mà rồi nó hết mức rồi, mình làm tới đó cái nó hết mức rồi, mình làm gì làm giỏi với bao nhiêu giỏi đó nó không có nó mà trả mình thêm được nữa, ok. Như thí dụ như tụi em mà làm
ở đang cái tiệm quán ở khách sạn đồ hay là mấy vấn đề đó đi, ok. Nó trả mình á, thí dụ như nó trả mình ở chỗ khách sạn đó, mình làm ở khách sạn phía trước đó, mình người ta vô người ta mà mướn phòng rồi đó, thì nó trả mình thí dụ như 400 mà một tháng đi, 10 triệu một tháng bên mà Việt Nam, tiền Việt Nam đi ha. Nó trả mình 10 triệu, cái đó là 400 đô la tiền Mỹ, ok. Mười, nó thí dụ như nó trả mình 10 triệu đi, rồi xong mình làm nó 5 rồi xong nó lên tới 12 triệu, 14 triệu, 15 triệu, đúng không? Và xong cái sau này của mình làm tới giám đốc hay là gì đó, nó trả mình 20 triệu, 30 triệu, ba là quỷ, đúng không? Rồi sau đó đó, rồi xong mình lên hết chức rồi đó, rồi đó cái lương của nó là chỉ có được 50 triệu hay là cao lắm là 100 trăm triệu, là rồi xong nó mình làm giỏi bao nhiêu giỏi đó, mình làm lâu bao nhiêu lâu đó, mình phát triển cái bản thân mình bao nhiêu đó, cái lương nó vẫn còn y chang vậy. Anh ghét cái đó, ok. Tại vì anh tin rằng á là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm đó anh đang học hỏi để phát triển cái bản thân của anh, để anh đang phát triển cái tài năng của anh đó. Lý do gì á mà năm nay đó mà anh làm được 10 triệu, phải không? Rồi xong năm tới đó anh vẫn làm được 10 triệu, năm tới đó anh vẫn làm được 10 triệu. Mà cái bản thân của anh á, cái tài năng của anh đã phát triển thêm nữa, phải không? Và tại sao mà cái lương của anh nó vẫn còn chang vậy? Bởi vì anh làm cái đó không được. Anh làm cái đó anh khó mà chịu lắm, ok. Nên là cái đó đó anh cái tinh thần của anh đó, anh làm cái đó không được, ok. Có người anh làm được, nó không sao, người ta chấp nhận á, hey, mình vô á, miễn sao mà mình vô vô xong rồi mình bấm thẻ rồi xong cái làm công ty đúng 8 giờ mình về rồi đó, 10 năm ta làm gì đó ta không ngại gì á. Anh làm cái đó không được, ok. Anh làm cái đó không được bởi vì anh biết cái gì đó, bởi vì anh không có chấp nhận cái vấn đề này. Cái vấn đề nữa đó là anh phải làm đó, cái tiền anh làm đó, ok, nó phải kêu bằng á là recurring income. Ok, recurring income là gì? Oh, cái để anh giải nghĩa cái pay limit cái nữa, anh quên nữa. Cái mà pay limit này, đúng không? Là bởi vì á anh vô trong cái ngành mà tài chính để anh làm, đúng không? Là tại vì á trong cái hết trơn mấy cái ngành mà anh mà điều tra bên Mỹ đó, chỉ có cái trong cái ngành tài chính đó mình mua bán cổ phiếu, mua bán mà dầu mỡ, mua bán vàng bạc rồi hết trơn mấy đó, thì cái đó đó là nó không có, chỉ có cái đó là anh thấy á, là một người một thế làm được 1 triệu đô la được, mà nó không có cái limit, nó không có cái mức cao á, mình làm đến mức nào, ok, mình giỏi cái đó nhiều chừng nào đó thì mình sẽ tăng lên cái giá cả nó, cái tiền nó lên mà cao thêm nữa, cái lương của mình nó lên cao thêm, cái hoa hồng mình nó lên cao thêm, cái tiền lời mình nó lên cao thêm. Nhưng bây giờ đó bên Mỹ đó là mấy người á, mà họ giàu nhất trên nước Mỹ đó mà họ làm tiền á, mà giàu nhất á, là mấy người á, mà ta mua bán cổ phiếu, mua bán mà trong cái ngành tài chính đó, mà mua bán cổ phiếu, mua bán tiền điện tử, mua bán mà dầu mỡ đồ mấy vấn đề đó, rồi xong rồi nó quản lý tiền cho người ta đó, xong cái tiền hoa hồng của nó đó mà nó ăn đó, cho làm lời cho mà người ta đó, cho mấy người nhà đầu tư đó, là mấy cái thằng đó mà nó giàu nhất trên nước Mỹ đó, là mấy thằng đó đó, là một cái trong mà năm cái thằng mà nó làm giỏi nhất trên nước Mỹ đó, mỗi thằng đó, mỗi một năm nó làm hơn 1 tỷ đô la tiền Mỹ chứ không phải 1 tỷ đô la tiền Việt, ok. 1 tỷ đô la tiền Mỹ đó mỗi một năm, cái lương của nó là gì đó, cái tiền hoa hồng của nó đó, mà nó làm phần lời cho người ta đó. Bởi vì anh thấy gì đó, anh nói rằng cái đó anh phải học, anh không cần biết là cái đó học lâu bao lâu, ok, 10 năm 20 năm cũng được nữa, anh cũng bỏ ra công ra để anh học hỏi, ok. Bởi vì anh làm cái đó, cái recurring income này đó là cái số 4 nè, đó là cái lý do mà anh chưa lọ mà lựa chọn cái mà cái tài chính, đúng không? Rồi sau anh học mà mua bán cổ phiếu với mấy vấn đề đó. Cái số 5 này đó là cái recurring income. Recurring, cái chữ này á, recurring trong tiếng Mỹ, đúng không? Là nó làm lại là nó trở ngại cái chữ re, đúng không? Là lại, rồi xong recurring đó là nó vô, đúng không? Là cái tiền mà nó vô đó, nó làm lại cho mình nó hoài hoài, ok. Income là tiền nó vô đó, ok. Cái recurring income đó là cái gì đó mà anh không có thích làm á, tại hồi đó anh lớn lên đó, xong rồi bên Mỹ đó anh phụ mà đóng tàu, mà ba của anh đó biết đóng tàu, rồi xong ông biết làm thợ máy, thợ tiện, thợ mà thợ hàng đồ rất là giỏi á, xong ông biết đóng tàu rất là giỏi á, không mà ông không biết làm ăn, ok, ông biết làm thợ thì rất là giỏi, không có người thợ nào mà thợ máy, thợ tiện hay là thợ hàng gì đó không mà giỏi hơn ba của anh được chứ. Mà cốt mà tới cái vấn đề làm kinh doanh đó thì ông không biết dù làm cái vấn đề đó, ông rất là dở cái vấn đề đó. Bởi vì á qua bên Mỹ á, xong rồi tụi anh mà gia đình của anh nó không có làm khá, là cái lý do đó, bởi vì nghèo mạt quá bông. Tại vì tụi anh gia đình của anh tưởng là mình làm thợ giỏi á bông, là sẽ làm ăn giỏi đó, làm thợ với khởi nghiệp đó, với làm kinh doanh, cái đó là hai cái vấn đề khác nhau, hai cái tài năng nó khác nhau, ok. Bởi vì á tụi anh để là cốt mà mỗi lần á anh với gia đình của anh đó
hàng xong cái món đồ, hay là tiện xong cái món đồ, hay là sản xuất ra một cái sản phẩm xong rồi đó, hay là đóng cắt được xong chiếc tàu đó đó, rồi cái tiền đó nó hết rồi, bỏ hết trơn nguyên một năm gì đó cắt xong chiếc tàu phải không, hay là sửa xong 6 tháng để sửa xong chiếc tàu đó phải không, hay là chiếc tàu nó chạy ra ngoài biển nó đụng vô chiếc tàu khác rồi xong cái gì vậy đó, anh với gia đình của anh đó phải cắt cái chiếc tàu đó ra làm hai đó, rồi xong phải hàn lại, xong phải cắt lại cho thành chiếc tàu mới, hay là nó đến nó chạy ngoài nó xay rượu ở ngoài nó sắn vô cái khoang dầu á ở ngoài biển á, xong rồi phải vô phải cắt bỏ hết trên cái phần cái phía trước của chiếc tàu đó, rồi xong phải hàn cắt sắt hàn lại cho nó ra chiếc tàu mới trở lại đó, để người ta ra đi biển trở lại phải không, thì cái đó đó cứ mà làm xong á là coi như xong, phải đi qua làm chiếc tàu khác. Mà xong rồi anh á, anh thấy rằng á là cái đó anh không thích, tại vì á anh thích, anh thấy rằng á là có nhiều người á anh ta làm á làm ăn á là anh ta làm cái sản phẩm lên một cái thôi á, rồi xong cái sau này là ra đó cái tiền nó vô mỗi tháng, cái tiền nó vô mỗi năm, cái tiền nó vô đó đều đều, ok, cái chữ recurring là giống như cái chữ đều đều gì đó bông, là cái tiền nó vô á đều đều, mình làm một lần một rồi xong tiền nó tiếp tục nó vô. Một cái example đó, một cái mà thí dụ đó bông, là như cốt mà mình viết sách đi, người ta người nào mà người ta viết sách giỏi đó không, ta viết cuốn sách tốt đó, dù cuốn sách nó chỉ có $5 hay $10 hay $20 đó không, thì cốt mà người ta bán sách đó ra đó, ta viết cuốn sách đó một lần một, cho thí dụ như nó bỏ ra 3 tháng 6 tháng một năm nữa bán cuốn sách đó, ok, mình viết cuốn sách đó cũng mình viết xong rồi đó, mình có thể bán cuốn sách đó được $10 $20 mà nó bán đều đều suốt cuộc đời mình đó, mình chỉ viết một cuốn sách đó mà nó bán hoài bán hoài bán hoài, ok, thì cái đó, đó anh rất là thích cái đó, bởi vì á trên cái mà một cái trong cái kinh doanh của anh liền bây giờ đó, tụi anh đó bán cái mà cái chương trình để mà đầu dạy cho bà con anh em để đầu tư trong tiền điện tử đó, nó kêu bằng cái cryptocurrency investing blueprint đó không, tụi anh bán cái chương trình đó, ok, xong tiền đó, nó vô mỗi tháng nó vô mỗi năm nó vô á, ok, thí dụ như một năm mà nó vô nó bán được có một cái thôi không, thì đó, anh có cái số lượng nó vô đó mà anh bỏ không ra hết một năm á, sau anh làm hết một năm rồi xong rồi anh bỏ ra một năm rồi xong gần hình như $75,000 tiền Mỹ đó không, để tạo ra cái chương trình đó, mà sau này đó cúp mà mỗi lần anh bán đó thì nó cái tiền nó vô cái tiền nó vô cái tiền nó vô tiếp tục suốt cuộc đời của anh luôn, ok, rồi xong sau này đó cúp mà anh mà qua đời đó, anh có thể chuyển cái sản phẩm đó cho con cái của anh đó, rồi xong rồi anh đã tạo ra cái sản phẩm đó, rồi xong sau này con cái của anh đó nó có thể bán cái sản phẩm đó, rồi xong nó tiếp tục nó nhận tiền cho cái vấn đề đó, ok, bởi vì đó, anh muốn cái vấn đề đó, với lại đó, anh làm á liền bây giờ đó, anh đang mướn mà kỹ sư đó ở Sài Gòn đó để phụ cho anh đó làm cái phần mềm để cho dạy người ta đó, nó dễ cho bà con anh em nó học hỏi cái phương pháp để mua bán cổ phiếu làm sao, ok, tại một cái vấn đề mà anh về nước Việt Nam đó anh để ý rằng là không có, anh chưa gặp người nào đó mà người ta thiệt tình đó, người ta hiểu biết đó, cái phương pháp để mua bán cổ phiếu với chứng khoán đó, đúng theo mà cái phương pháp mà tụi Mỹ nó dùng, ok, cái phương pháp mà tụi Mỹ nó dùng để mua bán với đầu tư trong mua bán cổ phiếu dầu mỡ vàng bạc đồ ba cái vấn đề đó không, thì nó rất là hay hơn cái nước Việt Nam mình nó 1000 lần luôn, ok, mà cái tiếng Việt của anh đó, nó không có đủ đó, để mà liền bây giờ đó, nó chưa đủ. Anh tiếp tục anh đang học thêm đó, dù mà cái mấy cái danh từ mà nó dùng trong cái mà chứng khoán với lại tiền điện tử với cổ phiếu là mấy vấn đề đó không, thì anh mong rằng cũng mà anh ra được cái mà cái phần mềm này đó, thì nó sẽ phụ bà con đó, dễ học hỏi cái vấn đề mà mua bán cổ phiếu với lại mua bán tiền điện tử, mua bán dầu mỡ vàng bạc rồi đó, cho nó chính xác mà nó ít cái mà rủi ro hơn, ok, thì cuối mà anh bán cái sản phẩm đó hay là anh cho bà con mướn cái sản phẩm đó hay là thuê cái sản phẩm đó để dùng để đầu tư mà trong mà cổ phiếu hay tiền điện tử đó không, thì anh sẽ nhận được như thí dụ như anh chặn người ta mà $20 hay là $100 một tháng để dùng cái sản phẩm đó không, cái phần mềm đó, thì anh sẽ có được cái recurring income, ok, thì cái đó đó sau này cũng mà anh qua đời đó anh sẽ đưa cái sản phẩm đó cái mà cho mà con cái của anh đó, xong nó cứ tiếp tục đó, nó bán đó thì nó có mà cái tiền nó vô đều đều, ok, thì á bởi hết chơi mấy vấn đề này anh chia sẻ với một cái em lắng nghe cho kỹ đó, ok, lắng nghe cho kỹ đó, rồi xong rồi đây là cái vấn đề đó mà anh muốn, bởi vì cái chỗ mà anh muốn giờ đi tới đó không là cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, ok, một cái nữa, ok. À, cái số 6 đó không là anh muốn rằng á là cái vấn đề mà anh làm đó không nó không có anh phải có cái vấn đề á là creativity, tiếng Việt á anh không biết cái chữ creativity là gì không, anh ông trời sáng anh ra đó không, anh là làm người họa sĩ, ok, bởi vì á cái vấn đề mà anh làm đó không nó phải có cái sự mà nó bắt buộc anh á phải suy nghĩ tính toán mà làm sao để cho nó thành công,
Còn cái vấn đề gì mà nó giống như mà mình chỉ cần cái người máy làm đó không, thì cái đó cái tinh thần của anh đó nó không có cái sự mà mê làm cái vấn đề đó. Anh làm vài ngày vài tuần nữa cái bắt đầu cái anh chán, cái anh không có làm nữa, bởi vì á anh phải làm cái vấn đề gì đó mà nó bắt buộc á, mỗi ngày đó anh phải suy nghĩ coi làm sao á nó phát triển tới thêm, rồi làm sao á mà nó thành công thêm, làm sao á mà nó làm ra tiền thêm, làm xong á làm sao á. Cái vấn đề mà anh làm nó phải thử thách cái khả năng của anh, cái tài năng của anh. Còn cái vấn đề mà vô mà như mình vô trong hãng á, mình làm xong cái mình làm cái điện thoại, cái mình ngồi đó mình gác cái điện thoại như cái người máy bông tối ngày bông, xong rồi ngày vô mỗi ngày bấm thẻ, rồi xong vô cái mình ngồi mình gác cái điện thoại vô, rồi xong cái ngày mai vô bấm thẻ nữa, xong gác điện thoại vô, làm gì cho 10 năm 20 năm đó, cái đó anh làm không được. Cái đó, đó là anh làm đó là trong vòng 2 3 ngày bông là cái đầu anh nó bể bung, nó bể nát liền à. Nó anh làm gì không được. Ok, bởi vì cái vấn đề mà anh làm đó nó phải cần cái vấn đề này. Ok, với lại nữa cái nữa đó bông, cái số 7 đó là cái vấn đề mà anh làm đó. Ok, cái financial destination của anh đó bông, cái vấn đề mà anh muốn làm đó là anh không có chịu làm đó. Cái gì đó mà nó lớn quá, nó lớn quá, không phải là cái tiền nó lớn quá mà cái nhân viên đó, nó lớn quá. Như nhiều người ta muốn hãng xưởng mà có 1.000 người làm cho họ hay là 100 người nhân viên làm cho họ đó bông, anh không có muốn cái trách nhiệm đó. Anh không muốn cái trách nhiệm mà phải mướn người ta, rồi xong rồi sau này cái làm khó khăn rồi anh phải đuổi họ, rồi mấy cái vấn đề đó anh không có cái nở lòng á mà để làm cái vấn đề đó. Ok, anh chỉ muốn á là kiếm á là 2 3 người 4 5 người á mà phụ tụi anh á bông, rồi xong rồi phụ anh đó để làm mà cái tạo cái số tiền này đó, rồi xong rồi mọi người đó có đủ làm đủ tiền đó họ vui vẻ đó bông, họ làm đó, rồi xong anh không có muốn quản lý, anh không có muốn làm cái người mà giám đốc mà quản lý hết 100 người hay là 1.000 người nhân viên, mấy cái vấn đề đó anh không thích cái vấn đề đó. Ok, bởi vì á anh làm á là cái này đó là nó phải là minimum, cái này á là minimum staff. Staff là employees đó, là nhân viên đó. Ok, cái này nữa, cái số 8 đó là anh phải làm đó là mấy cái thằng mà nó mà đối tác nó làm chung với anh đó bông, nó phải trung thành, nó phải muốn làm lớn, nó phải muốn mấy cái vấn đề mà anh muốn nữa. Ok, bởi vì á cái mà team là mình làm việc nhóm đó, cái việc nhóm cái phe của anh đó nó phải có mấy thằng á mà nó muốn làm y chang gì đó. Anh không có muốn mà đối tác chung với thằng nào á bông, mà nó không có muốn chơi kiểu của mà anh chơi. Như mà các em nghe anh nói cái thằng mà Mỹ trắng mà con nhà giàu đó bông, nó thích chơi mà gái nó thích chơi tùm lum tùm bậy tùm bạ đó bông. Anh như nó đó không có hợp nhau, bởi vì anh như nó làm đối tác chung nhau không được, anh như nó làm tiền chung nhau được, mà anh như nó chơi chung phe nhau rồi xong rồi mà làm ăn chung nhau đó bông, cái đó không được. Ok, tụi anh có thể hợp tác nhau, có thể mà tư vấn nhau đầu tư tiền đồ làm sao hết chứ mấy vấn đề đó, mà tới cút mà mình phải mà làm cùng phe nhau đó. Ok, cái đó anh như nó khó làm cái vấn đề đó, tại vì không có mà hợp lý nhau. Ok, đấy, cái vấn đề nữa đó là số 9 đi. Ok, cái này đó anh muốn làm đó là làm sao đó không, mà cái này đó nó tạo ra cái vấn đề đó mà anh có thể giúp được người ta, anh có thể phụ người ta được. Ok, là anh tạo ra giá trị. Ok, anh tạo ra giá trị đó mà anh phụ người ta được. Ok, anh không muốn làm cái gì đó mà chỉ có anh làm lời rồi xong anh chỉ làm tiền thôi, anh muốn làm ra cái sản phẩm hay là cái dịch vụ gì đó không, mà cốt mà người ta xài không, ta làm giàu hay là người ta xài đó nó tăng cái sức khỏe của người ta, nó tăng cái mà cái liên hệ mà người ta có với người chồng hay là người vợ của họ. Anh muốn làm như cái gì đó mà nó có giá trị cho cái người khác. Ok, anh không muốn làm cái gì đó mà không có giá trị như cho người khác. Như thí dụ như hồi đó cũng mà anh bị tội mà bán mà bạc phiến rồi xong vô tù đó, cái đó đó nó không có tạo ra giá trị cho người khác, bởi vì cái đó đó anh không bao giờ anh làm được nữa, tại vì bây giờ anh lớn lên anh không phải là đứng mít nữa, anh hiểu biết là cái vấn đề mà anh muốn làm. Ok, bây giờ đó đây là cái chính cái thí dụ thôi, cái thí dụ mà anh làm. Ok, chính cái thí dụ. Ok, với lại á cái mà cái gì á mà anh làm đó, cái thứ 10 đó, cái cuối cùng nữa không, là anh my responsibility. Ok, my responsibility.
Ok, là anh muốn làm cái gì đó là anh chịu trách nhiệm, không phải là người khác. Ok, anh là cái người đó mà chịu trách nhiệm. Ok, anh làm sai đó không, anh chịu trách nhiệm. Anh không muốn làm cái vấn đề gì đó không, mà cái trách nhiệm đó là cho người khác, nên họ tạo ra rồi xong anh mới làm giàu được. Anh không thích làm gì. Ok, anh muốn làm cái gì đó, bởi vì đó, anh thích mua bán cổ phiếu đó, với lại mua bán tiền điện tử đó, với lại trong cái ngành trading, với lại mà investing đó không, là tại vì đó, hết trơn mấy cái vấn đề, cái kết quả của cái vấn đề đó không, là trong anh phải chịu trách nhiệm, không có ai chịu trách nhiệm giùm anh được hết trơn á. Anh không có để thừa ai được hết trơn á. Cái đó là cái sự thành công hay là cái sự thất bại đó trong cái vấn đề trading á, là cho anh phải chịu trách nhiệm cái vấn đề đó. Ok, tại vì anh lớn lên đó, anh biết rằng đó là anh xuyên, anh không có làm biếng, mà anh nhìn xung quanh nó nhiều thằng làm biếng lắm, nhiều thằng nó nói á, mà anh không làm được. Ok, rồi xong anh không có muốn đó, trong cái hoàn cảnh đó là anh phải mà cái sự thành công của anh đó là nó phải mà trong cái người sự thành công của người khác, là cái hành động của người khác đó nó tạo ra anh mới thành công được. Anh không thích gì, anh muốn làm cái ngành gì đó hay là cái nghề gì đó hay là kinh doanh gì đó mà tính anh đó, chính đó, anh đó là cái người đó, chịu trách nhiệm cho cái sự thành công của anh. Ok, bởi vì hết trơn cái vấn đề này đó, anh chia sẻ với các em đó không, anh chia sẻ hết trơn cái vấn đề này đó rồi đó, cúp mà anh biết, mình biết cái vấn đề này đó, đây là mình đang ở đây liền bây giờ nè. Ok, mình đang ở đây ha, để anh giải này lại. Ok, anh giải này lại. Cúp mà mình biết rằng á là mình muốn tới cái mức này đó, ok, mình muốn tới cái mức này đó, thì cúp mà mình ở đây đó, ok, cúp mình ở đây đó thì nó rất là dễ đó, để mình cúp mình ra ngoài đời đó, cúp mà các em hỏi anh đó không, hay là các em hỏi người khác đó, để anh vẽ cái mà cái A này trên này đi. Ok, cúp mà em đang ở đây liền bây giờ nè. Ok, đó, thấy không, không ngờ là ông trời cũng sanh ra làm họa sĩ rất là giỏi đó không. Ok, cúp mà em, các em ở đây đó, mình muốn lên tới đây đó, mình, anh đã biết hết trơn cái này dù cái bản thân của anh rồi, anh đã bỏ thời gian ra, anh đó ghi xuống á là cái gì anh chịu làm, cái gì anh thích làm, cái gì anh không thích làm, cái gì anh không có bắt buộc làm nhiêu tiền á anh cũng không làm hết trơn. Ok, thì anh biết cái này rồi đó. Ok, thì cúp đó đó anh mới, cái này là cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn. Ok, sau đó đó, cúp đó đó, cái bước thứ hai đó, thì cúp đó đó mình mới hỏi rằng á là mình đi cái hướng nào mà nó ngắn nhất, mình đi cái hướng nào mà nó dễ dàng nhất, mà nó ngắn nhất. Ok, oh, chưa tới cái vấn đề này. Chưa tới cái vấn đề này. Anh quên giữ cái vấn đề này. Ok, cái này đó là mình kêu rằng đó là số 1 đi. Cái bước số 1 mà các em phải mà nên làm trước khi mà các em mà muốn mà làm gì nữa không, là các em phải tính toán cái chỗ mà mình muốn đi tới, mà đặt tới. Ok, cái thứ hai đó là bên đây nè. Cái thứ hai đó, ok, cái thứ hai mà mình sẽ làm đó là mình phải ghi xuống cái tài năng của mình, cái tài năng đặc biệt của mình. Ok, thí dụ như á, anh đó không, cái tài năng của anh á là anh là có cái sự patience, đúng không? Patience là anh sẽ có cái sự kiên nhẫn á, là nó bao lâu cũng được hết trơn á. Ok, nó 1 năm cũng được, 2 năm cũng được, 3 năm cũng được, miễn sao mà anh thành công thôi à. Anh không thích làm cái gì đó mà nó mà nhiều khi mình có thể thắng được, có thể mình thua được không? Cái đó là anh muốn làm cái gì đó là anh biết chắc chắn đó không? Bởi vì nó tốn anh 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, cái đó cũng được nữa. Miễn sao mà anh biết rằng cái cốt mà tới mà cái thời gian đó anh sẽ thành công được đó không? Thì anh không có sợ là cái thời gian nó bao lâu hết trơn á. Cái thứ hai đó là anh nói không? Anh không có sợ mất mặt. Ok, anh biết rằng đó anh không có sợ mất mặt. Cái nước Việt Nam mình đó, người nào cũng sợ mất mặt hết trơn á, người nào cũng sợ rằng á mình ra ngoài đời đó không, mình có cái mặt mũi mình đó không, cái mặt mũi mình đó, bởi vì người nào cũng sợ rằng á là mình mất tiêu cái mặt mình. Ok, bởi vì á nhiều người á ta không ra ngoài đời đó, ta không có dám làm gì trơn á, ta sợ rằng á là thất bại đó, xong họ mất mặt mình, mất mặt mũi mình đó không, bởi vì nó sợ. Ta biết đó, anh hên rằng á là anh vô tù á hết 14 năm rồi, anh đã mất hết cái mặt rồi, không còn được cái mặt nào để mất nữa hết trơn, không còn cái lỗ mũi, bởi cái mũi lỗ mũi anh nó sập lép hết trơn rồi không, cái mặt anh sập lép hết trơn rồi không, tại vì á anh mất hết mặt rồi, anh mất hết mũi rồi. Ok, anh không cần mà anh không có cái gì đó mà làm cho anh á mà mất mặt lần bây giờ được hết trơn á, làm cho anh mất cỡ hay là sợ này nọ đó. Ok, tại vì anh hết rằng á là anh vô tù đó, anh đã hồi đó đó anh tưởng đó, trước khi anh bị mà bắt mà vô tù đó không, anh tưởng rằng á là anh lọt xuống á, tới đây á
là nó hết hết mất rồi. Cứ mà anh bỏ trường mà cấp 3 để đi nghỉ đi làm đúng không, anh tưởng là anh sập xuống hết mất rồi. Rồi xong cái anh đi chơi với tụi mấy đen đó, cái nó sập xuống thêm mức nữa. Rồi xong cái anh xuống á, lọt cái vô tù đó là thêm thêm mức nữa. Rồi xong vô tù đó xím chút xíu nữa mấy mỹ đen nó hãm rồi đúng không, rồi xong thấp rồi nữa, xong vô trọng quýnh lộn mới xuống, nó xuống thấp thấp gì nè. Ok, rồi xong ngoài nó tù hết 14 năm rồi đó, nó hết rồi, hết rồi. Anh không biết làm sao để đi xuống thấp hơn nữa. Anh không biết á, làm sao á, để anh mắc mặt hay là anh mắc mặt mũi không, để nghèo mạt hay là gì, để hay là ngu dốt gì không, để nó xuống thêm nữa. Anh mà xuống thêm nữa đó không, là anh xuống mà cái gì đó tiếng 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 Mỹ nó kêu bằng heo không, xuống mà địa nghị hay là mà âm phủ hay là gì đó không, anh xuống đó không mấy người đó nó hết hồn hết trơn đó. Ok, anh mà xuống đó không, anh xuống tới cái thức mức mà anh xuống hết mức rồi, anh mà xuống tới đó là mấy người đó nó sợ anh luôn đó. Ok, tới mấy thằng mà nó giữ âm phủ dưới bông nó cũng sợ anh luôn rồi, tại vì nó không ngờ là người nào mà lọt xuống mà sâu tới mức đó được. Ok, bởi vì á anh biết rằng á anh không có, mà tiếng Mỹ kêu bằng là lose face á, là anh không có sợ mất mặt. Ok, đây là cái tài năng của anh. Ok, cái tài năng mà của anh có nữa là anh á, anh làm họa sĩ giỏi giỏi. Ok, làm họa sĩ giỏi. Cái thứ tư nữa đó là anh có ông trời ông sanh ra đó, anh có cái tài năng đó để anh biết dạy, anh biết dạy cái vấn đề đó, nó rất là khó. Bởi vì anh mà học được cái vấn đề gì đó mà nó rất là khó đó anh biết rằng đó, cũng mà anh tốn hết 3 năm 4 năm 5 năm 10 năm để học cái đó bông, mà cũng mà anh học xong rồi đó, anh hiểu biết cái vấn đề đó đó, là chắc chắn đó, là anh sẽ dạy cái tài năng đó lại cho người khác đó trong cái thời gian đó, rất là ngắn hơn là cái thời gian anh bỏ ra để học luôn. Ok, bởi vì á anh đó bỏ ra hết gần 10 năm mấy mà mua bán mà như 9 năm 10 năm gì đó, anh cái thời gian anh bỏ ra để anh học hỏi mua bán cổ phiếu, mua bán tiền điện tử rồi để trải giải qua cái kinh nghiệm đó đúng không, rồi xong mới làm thành công, mới thành làm triệu phú được đó cũng không. Mà cuối mà anh dạy lại cho người khác đó, cái thời gian là chắc chắn là nó ngắn hơn. Tại sao? Không biết tại sao nữa, tại vì ông trời ông sanh ra anh có cái tài năng đó không, mà anh biết đó, là lấy cái gì khó khăn đó cái mình nói cho nó dễ dàng cho người ta đó học hỏi đó, để cho nó có cái thực tế nhộng nó, để cho người ta làm á ta thành công nó sớm được. Anh biết cái vấn đề này tại vì bên Mỹ đó, cuối mà anh làm trong cái trường mà nó dạy người ta mua bán cổ phiếu đó, anh dạy mấy thằng mà nó mua bán cổ phiếu đó nó lời hơn á là mấy người kia đó, anh làm á là sớm hơn mấy người kia trong vòng mà trong cái thời gian á, trong vòng 3 tháng tới 6 tháng cuối mà anh huấn luyện họ đó, là trong cái mà trong cái forex trước, cái đó là cái vấn đề mà anh dạy trước đó không, là trong cái đó là họ bắt đầu họ lời liền. Ok, trong vòng cái thời gian ngắn gì đó, rồi xong rồi sau đó đó anh mới mới chuyển qua mà cổ phiếu với mấy vấn đề đó. Ok, bởi vì cái tài năng của anh có đó là anh biết dạy cái vấn đề mà là khó khăn cho người ta. Ok, cái thứ năm đó là anh có cái tài năng đó không, là bán hàng, là sales á. Ok, là anh biết bán hàng, bán sản phẩm sao, rồi sao anh biết, anh hiểu biết cái tâm lý của người ta, lý do tại sao họ mua, họ tại sao họ bán. Ok, cái này đó là anh bên Mỹ đó hồi xưa đó anh có cái khiếu này rồi. Rồi xong rồi bởi vì anh lấy cái kinh nghiệm anh mà mua bán bạc phiến ở ngoài đường đó, anh vô đó cũng mà anh lên trong mà trong tù anh ra đó, anh có kinh nghiệm đó. Rồi xong cái anh đi vô làm trong công ty mấy cái hãng lớn rồi trong mà bên nước Mỹ đó, rồi xong tụi nó bỏ tiền ra, tụi nó huấn luyện cho anh đó để bán giỏi thêm nữa. Bởi vì trong cái thời gian có cái thời gian nó cỡ 3 năm rưỡi gì đó. Ok, cái công ty mà anh làm đó nó bỏ ra mỗi một tháng đó, cỡ $1,000 một tháng, $1,000 tiền Mỹ đó, để cho nó đưa cho anh nó đi vô huấn luyện đó, để học sales. Mỗi tuần đó, là anh phải vô đó, anh phải mà học mà mua bán, anh phải đối phó với mấy cái thằng khác đó, mấy Mỹ trắng khác đó mà nó bán rất là giỏi đó. Rồi xong anh với nó đó phải ngồi đó, xong phải tập luyện nhau đó, rồi nó làm người khách hàng, anh là cái người bán. Rồi xong rồi anh tập đó, là bán sản phẩm cho nó trước mặt nó, rồi xong nó trở lại đó, nó làm cái người mà bán, xong anh làm cái người khách hàng đó, rồi xong nó bán lại nó, xong rồi hai người phải mà giống như mà đấu mà quýnh lộn nhau, mà đấu mà võ nghệ nhau gì đó, mà trong cái vấn đề sales nè, bởi vì anh tập luyện cái đó, đó hết mấy năm rồi mỗi tuần đó, mà anh cái tuần nào mà anh không có lên trên mạng đó hay là lên trên điện thoại đó mà tập luyện với mấy cái thằng mà nó huấn luyện anh đó, đúng không, là cái thằng chủ hãng đó nó không có trả tiền hoa hồng cho anh, nó không có trả tiền hoa hồng cho anh. Ok, bởi vì nó bắt buộc là anh phải đi mà nó bỏ tiền ra, thằng chủ nó bỏ tiền ra để đi học cái mà ngành sales này, đúng không, là bắt buộc anh phải đi tập luyện. Tại mà anh mà không có tập luyện, đúng không, là nó không trả tiền hoa hồng cho anh. Ok, bởi vì cái này đó
là cái một cái mà cái tài năng mà anh có, ok. Cái thứ sáu đó Vông là cái finances, ok. Laws là anh hiểu cái luật lệ cái tài chính đó, ok. Bên nước Mỹ với bên mà EU bên mấy nước ngoài đó, và anh hiểu mấy vấn đề này, ok. Anh có thể rằng á, với lại á, cái này á, thì cái đó là trong cái ngành tài chính, trong cổ phiếu rồi đó Vông. Xong rồi cái ngành này đó, anh có thể ghi nhiều cái tài năng của anh, ok, mà anh không muốn ghi hết đúng không? À, tại vì anh không muốn mà ghi nhiều quá xong rồi cái nhiều mà bà con họ nghĩ rằng anh khoe khoang hay là gì vấn đề đó, ok. Anh chỉ muốn các em á là trong cái bước thứ hai đó ghi ra hết trơn cái tài năng mà các em có, ok, hết trơn cái tài năng. Với lại á, cái kiên nhẫn á, là cái này là nó kêu bằng á, là stubbornness đó, là mình cứng đầu á, mình cứng đầu mình không nghĩ á, không không mình không nghĩ làm thua nhiêu đứng gì trở lại xong rồi mà làm trở lại. Cái thứ tám đó Vông là anh có thể đó là anh adapt được. Adapt đó Vông là bỏ anh trong một hoàn cảnh nào, trong tù hay là trên Wall Street hay là trong nhà băng đó Vông, là anh sẽ nói chuyện y chang như cái người đó được, ok. Anh nói chuyện với các em á thì anh em mình đó mình nói chuyện nhau á Vông cái kiểu này, ok. Mà anh mà vô trong nhà băng á Vông, mà anh cần mượn tiền hay là anh cần giao thiệp với mấy người đó, hay là anh cần dây tiền 1-2 triệu hay là vài tỷ hay là gì đó Vông, vài chục tỷ đó Vông, là cái giọng nói anh nó thay đổi hết trơn, ok. Bỏ anh ở ngoài đường trong khu Mỹ Đen đó Vông, anh nói chuyện với tụi Mỹ Đen á nó thay đổi hết trơn. Bỏ anh trong cái khu mà tụi Tây Ban Nha, tụi mà Mexico á, bên mà người Mỹ đó Vông, thì cái giọng nói anh nó thay đổi hết trơn, ok. Trong cái video khác anh sẽ nói nhiều cái quan trọng những vấn đề đó, mà anh á, bỏ anh vô trong cái hoàn cảnh nào đó Vông, bỏ anh xuống dưới âm phủ á, mắt hết mặt á, anh xuống âm phủ anh cũng vẫn còn sống được nữa. Tại vì sao? Tại vì á anh có cái mà tài năng á, là bỏ anh trong cái hoàn cảnh nào đó anh sẽ thay đổi cái mà cái bản thân của anh á, để nó adapt, để nó vừa vô trong cái chỗ mà anh ở để anh sống được, ok. Thì hết trơn mấy vấn đề này đó, nó còn thêm nữa mà anh không muốn, như anh nói đó, anh không muốn mà bà con nói là anh khoe khoang quá, ok. Bởi vì các em ghi xuống hết trơn cái vấn đề này, ok. Rồi sau đó đó, sau đó đó mình qua cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba này đó là các em ở đây này ha, là mình nên đi cái hướng đi nào để tới được cái mục tiêu của mình, cái mục tiêu tài chính của mình, cái mục tiêu tiền bạc của mình, cái mục tiêu tài sản của mình ở đây, ok. Mình đi đó, mình nên đi đó là bất động sản, ok, hay là mình nên đi đó là cái tiền điện tử, ok, hay là mình đi đi á là cái mà chứng khoán, phải không? Đó, mình nên đi hướng nào, ok? Hay là mình đi nên mà khởi nghiệp, phải không? Mình nên khởi nghiệp, ok? Thì á mình nên hỏi á là mình nên đi cái hướng này đi nào? Thì á giờ này ha, giờ anh dùng vài cái thí dụ cho các em, ok? Anh dùng vài cái thí dụ cho các em để cho các em hiểu này ha. Thí dụ như anh nói rằng á là anh đi bất động sản đi, ok. Bên Mỹ á, cũng mà anh đi bất động sản á, thì á, nó có thể á, là nó phụ của anh được hết trơn mấy vấn đề này, ok. Chỉ có cái á, là cái số năm này đó nó không làm được, là coi như anh mua bán nhà đó không, là mỗi lần anh bán xong cái nhà làm lời xong đó là anh phải làm lại thêm lần nữa, ok. Bởi vì á cái này đó nó rất là khó, tại vì nó không có đi theo cái mục tiêu mà anh muốn, ok. Cái thứ hai nữa đó là tại vì anh có cái tội tù rồi đó không, trong cái tiểu bang anh ở đó nó không có cho anh giấy phép để mua bán nhà cửa, ok. Nó không cho phép cho mấy người có mà cái tù tội, ok, nó không cho. Bởi vì anh ở trong cái tiểu bang Texas đó không, nó không cho gì đó, thì với lại nó không có mà nó vừa vô cái mục tiêu mà anh muốn, là anh làm một lần xong tiền nó vô tiếp tục vô trở lại đó không, thì anh phải hủy bỏ cái bất động sản này, ok. Bởi vì dù anh nghe mấy thằng khác á, nó làm triệu phú, nó làm vài triệu phú, nó làm tùm lum tùm lá chứ không, anh làm không được, tại vì á, nó không có vừa vô cái mục tiêu của anh được, ok. Để anh mở cái màn này ra cho nó sáng chút, ok. Ok, các em hiểu không? Cái này đó là anh không có đi hướng đi này được, tại vì á nó không có đạt được cái mục tiêu của anh có, ok. Anh không cần coi hết trơn mấy vấn đề này, chỉ có một hai cái là anh biết là mấy cái quan trọng á, như cái tiền này ha, như cái nhà nước nó không cho anh giấy phép á để mua bán nhà đó, anh làm nó không được, ok. Bây giờ đó mình khởi nghiệp đi, anh nói nhiều cái vấn đề khởi nghiệp đi, ok. Bây giờ đó thí dụ như anh mở nhà hàng đi, ok, anh mở nhà hàng. Bây giờ đó cái nhà hàng đó
anh làm đó đủ tiền được không? Được, cái nhà hàng làm khá được. À, bây giờ cái nhà hàng đó anh làm có thể làm nó rồi xong vợ ở nhà được không? Được, cái đó được. Ok, còn cái location independence phải không? Là có thể rằng ở trong mấy cái năm đầu tiên đó anh có thể rằng nó không có cái location independence là mỗi ngày anh phải đi vô anh đi làm phải mở mà nhà hàng ra đó, rồi xong sau này cũng mà anh có mướn người quản lý nhà hàng anh mới có thể không còn ở đó nữa. Vậy thì cái đó thì nó cũng được. Nó chỉ cái năm đầu tiên, năm một hai năm đầu tiên đó thì có thể là anh làm không được, mà sau đó cúp mà nó thành công rồi đó anh sẽ mướn người quản lý đó, thì nó làm được. Bây giờ cái pay đó không thì cái limit đó không thì cái đó cũng được, nó không có cái limit. Anh mở cái một nhà hàng nó mà thí dụ như anh mở một nhà hàng trong quận 1 đi nó thành công không thì anh có thể mở thêm cái y chang cái nhà hàng đó trong quận 2 anh mà có thể là lên trên Đà Nẵng mở thêm cái nhà hàng nữa phải không, thì cái đó thì anh mở thêm nhiều nhà hàng đó, thì cái tiền nó lên thêm phải không. Bây giờ đó một cái là cái recurring income, cái recurring income thì cũng được phải không, tiền nó vô đều đều. Cốt mà anh mướn người đó mà giám đốc đó, để mà quản lý cái nhà hàng đó cho anh đó thì tiền đó, mỗi tháng nó vô được đó, thì cái đó cũng được. Ok rồi xong rồi hết chân cái này đó creativity phải không, thì anh làm cái nhà hàng đó thì nó không phải là giống như anh gáp cái điện thoại mỗi ngày nó vô đó phải gặp người này người nọ phải nó giao thiệp với ngọ nói chuyện nó khác nhau không, thì cái đó nó có lý rồi đó. Cái minimum staff thì có thể anh làm cái nhà hàng nhỏ được. Ok rồi sau nó không có nhiều người làm có 5 người 10 người đúng không, thế đó được. Rồi cái team thì cũng đó cũng được, cái value phải không nè. Mà một cái vấn đề đó là cái này nè, mình tạo ra giá trị cho người khác phải không, thì anh nấu ăn á thì anh tạo cho người khác được. Ok hết trơn mấy này á nó được hết trơn, bởi vì á các em thấy á là anh có thể làm nhà hàng được phải không, mà trả lời á anh không làm. Tại sao? Tại vì á cũng mà anh nhìn lại cái tài năng của anh á, anh không đâu biết nấu ăn đâu. Anh đâu biết nấu ăn, anh chỉ biết ăn thôi. Ok các em á, mà anh liền bây giờ đó bỏ gói mì trước mặt anh á bông là anh nấu á, anh chỉ cầm gói mì anh ăn khô thôi chứ không biết nấu gì vậy. Ok bỏ gạo trước mặt anh á, thì chắc anh ăn khô, hay là bỏ nước một chổng xong rồi thấy cái microwave á, anh hâm lại hay là gì thôi chứ anh không biết nấu gì hết. Bởi vì á dù nó đạt được hết trơn cái mục tiêu tiền bạc của anh đi, anh không có cái tài năng trong cái ngành mà nhà hàng. Ok bởi vì á thí dụ như mình khởi nghiệp đi ha, xong mình nói là cái restaurant đi, thì á là anh phải hủy bỏ cái đó, anh làm cái đó không được, anh làm cái đó không được. Tại sao? Tại anh không có tài năng trong cái vấn đề đó. Ok rồi sau anh không biết kiếm thằng nào mà nó biết nhiều cái vấn đề đó để anh làm ăn, như dù anh thích ăn đi, ok anh không có biết làm cái vấn đề đó, như anh thích ăn vịt quay đi, ok anh không có biết nấu vịt quay làm sao, anh chỉ biết ăn thôi à. Ok ngày lúc nào á từng nào anh ở Việt Nam đó anh cũng ăn vịt quay, trung bình đó là vịt quay á anh ăn á mỗi tuần á anh ăn á 3-4 lần rồi. Ok mà anh không có biết nấu làm sao, anh chỉ biết ăn nó ngon hay là không thôi à. Ok bởi vì á anh không có biết người nào làm cái vấn đề đó, anh không có tài năng, rồi sao anh không có bạn bè, không có người nào mà biết nấu vịt quay chứ, rồi xong biết làm cái ngành nhà hàng á, bởi vì á cái này đó anh phải hủy bỏ bằng bệt, anh làm không được, anh làm không được. Ok bây giờ đó trong cái ngành để anh làm thêm một cái thí dụ nữa. Ok anh làm thêm một cái thí dụ nữa, làm móng tay đi. Bên Việt Nam mình á, bà con mà thích qua bên Mỹ đó để làm móng tay đó. Ok tại vì anh nghe mấy người Việt Kiều khác nói rằng cái đó làm khăn khá đó không, thì tình đó cái đó thì cũng được thề chứ nó cũng, anh thấy cái đó cũng không có mà cái đó làm được cái số tiền mà anh muốn được. Ok mà thí dụ như mà anh muốn làm móng tay đi, anh vô đi thì á hết trơn mấy cái vấn đề này đó. Cái là cái recurring income nó rất là khó. Ok cái nữa là cái location independence cái đó cũng rất là khó. Và cái nữa đó không là cái khó khăn nhất làm tiệm móng tay ở bên Mỹ đó là mình mướn người. Ok là mấy người Việt Nam á người ta làm móng tay cho mình á, của mình là mở tiệm đó, là trung bình á mấy cái người á người ta làm cho mình á là không phải là người kỹ sư, không phải là người có bằng cấp. Cái mấy người á mà bên Việt Nam ta mới qua, trung bình mấy người Việt Nam ta mới qua đó thì á người ta chịu làm cái tiệm móng tay cho mình cho một cái thời gian ngắn, rồi xong sau đó người ta làm khó làm dễ, người ta đi mình á tùm lum tùm lá cho nó, tại nó biết rằng á là không có đủ người để làm tiệm móng tay đó bên nước Mỹ đó, bởi vì nó làm khó làm dễ mình. Anh không muốn cái vấn đề đó, anh cái đó nhức đầu lắm. Cái đó là anh nó là phải chịu trách nhiệm, rồi xong rồi phải anh cái sự thành công của anh đó nó phải do vô cho mấy người thợ mà làm móng tay đó không. Cái đó là anh làm không được, anh làm không được, tại vì á anh không có thích rằng á là cái người khác chịu trách nhiệm, anh muốn chịu trách nhiệm. Tại vì anh chịu trách nhiệm á thì anh biết là anh không có làm biến, anh không có làm tự khó khăn cho anh. Ok thì á anh không có làm cái tiệm móng tay được. Ok bởi vì á như mình nói tiệm nail đi ha, cái đó anh gạt văn bệnh. Cái đó em mà lại hỏi anh, ê anh Tài
Nghe nói anh làm dư tiền nhiều lắm, anh em mình đi mà hùng nhau để làm tiệm móng tay phải không? Thì anh nói không được, anh làm không được, tại vì cái đó không phải cái vấn đề mà nó đạt được cái mục tiêu của anh. Với lại cái thứ hai nữa, anh không có tài năng trong cái vấn đề đó. Anh mà vô cắt móng tay người ta hả, là cắt đứt móng tay luôn ấy, chứ đừng nói cắt móng tay không, ok, đứt luôn móng tay luôn. Anh không biết làm cái vấn đề đó, ok, bởi vì cái đó anh làm không được. Mà trở lại đó là cái chứng khoán đó, thì cái vấn đề đó anh hiểu. Tại vì sao? Tại vì anh học cái vấn đề đó bên Mỹ rồi, ok, anh học thực tế chứ không phải là trong trường đại học, ok. Anh ra ngoài đời đó, mấy cái thằng mà nó mua bán cổ phiếu đó, xong mấy thằng mà nó quản lý tiền cho người ta đó, nó đầu tư tiền cho người ta, nó huấn luyện anh học thực tế, anh mất hết mấy trăm ngàn, mấy triệu đô la bên mà anh mua bán cổ phiếu, mua bán tiền điện tử, mua bán tiền forex đó không? Anh đã học hỏi, anh đã có kinh nghiệm rồi, ok. Anh không cần trong trong trường học đó, nó không có dạy cái đó được. Cái đó là ngoài thực tế, ngoài đời đó mình phải học. Cái đó là trường đời chứ không phải là trường mà đại học, ok. Thì cái đó thì anh làm được. Cái tiền điện tử đó là tụi anh đó là một cái đài đầu tiên, tụi anh nó tạo ra cái đài đầu tiên trên YouTube đó để dạy người ta mua bán tiền điện tử, dạy người ta để mà hiểu biết là mình coi cái tiền điện tử làm sao, để mình đầu tư tiền điện tử làm sao. Cái đó là cái đài cryptocurrency dark market của tụi anh đó, ok. Thì dĩ nhiên cái đó là tụi anh có tài năng trong cái vấn đề đó, tại vì tụi anh có mấy năm á, kinh nghiệm á, mua bán cổ phiếu, mua bán tiền forex, mua bán tiền mà commodities options rồi mấy vấn đề đó, rồi xong rồi đem cái kinh nghiệm nó vô trong cái mà cái tiền điện tử đó, thì dĩ nhiên cái đó là tụi anh giỏi cái vấn đề đó rồi. Thì cái đó anh làm được, phải không? Bởi vì mấy người nào mà muốn làm ăn với tụi anh đó không, mà trong cái tiền điện tử hay trong cái chứng khoán hay mấy vấn đề đó không, thì cái đó đó anh có tài năng, đó là anh chú ý vô cái đó làm được. Tại vì á, nó làm được hết, nó đạt được hết trơn mấy cái mục tiêu tiền bạc mà anh muốn. Còn á, mà cái mà kêu anh ra làm mấy cái vấn đề khác á, anh nói không được, không được. Như anh có mà thí dụ như mà các em mà kêu anh làm mấy chuyện khác đó, anh không phải là anh không học hỏi được, nó chỉ nó không có đạt được cái mục tiêu của anh có mà anh muốn để làm, ok. Bởi vì anh làm cái video này đó tại vì nó rất là quan trọng đó, tại vì anh nghe nhiều các em á hỏi anh đó là mình nên làm sao để làm có tiền. Người nào cũng hỏi anh đó là mình nên làm bất động sản, đầu tư cổ phiếu hay là đầu tư mà làm kinh doanh khởi nghiệp rồi mấy chân mấy đó không. Cái đó đó nó không có quan trọng. Nó quan trọng là mình làm cái này trước, số 1, cái mục tiêu của mình. Số 2, cái tài năng của mình là gì á, rồi xong số 3 đó, cái hướng đi nào nó đạt được cái nó hợp lý cho mình, cho cái mục tiêu của mình với lại cái tài năng của mình. Sau đó đó, lúc mà các em biết cái này đó, lúc mà các em biết cái này rồi đó, ok, thì lúc đó đó mình mới đi xung quanh đó hỏi anh, hỏi mấy người khác mà có kinh nghiệm đó, thì họ mới tư vấn cho các em á chính xác cái vấn đề mà các em nên làm, ok. Thí dụ như các em á mà nói rằng á là hay anh Tài, đây là cái vấn đề em muốn làm đúng không, rồi xong rồi đây đây đây, đây, đây gì đó, rồi xong rồi em rất là giỏi dụ phần mềm đó, rồi xong rồi em nên làm cái vấn đề gì đó để đạt được cái số tiền này mà soi theo cái tài năng của em, như là cái mục tiêu em muốn đó không. Thì lúc đó đó nó dễ cho bà con á, người ta phụ em, người ta giúp đỡ em á, là đi cái hướng nào mà em mà không có biết rằng á em muốn đi đâu á, với là cái tài năng của em á là gì đó, thiệt rất là khó, rất là khó lắm, ok. Một cái vấn đề mà các em sẽ gặp trở ngại đó bông, là lúc mà em đang ngồi ra ghi ra cái mục tiêu mà em muốn đó, có thể rằng là em không biết được, tại có thể rằng là em trẻ tuổi quá, chưa đủ kinh nghiệm ở ngoài đời đó, xong rồi chưa biết được, ok. Thì lúc đó mình nên ghi ra đó mấy cái vấn đề mình không muốn, mấy cái vấn đề đó mà các em không muốn đó thì mình ghi ra, ok. Thì mình ghi ra gì đó thì lúc đó đó mình mới bắt đầu suy nghĩ đó, mình mới hiểu biết thêm đó, xong cái mình có thể đạt được mấy cái vấn đề mình muốn trong cuộc đời mình, rồi xong sau đó đó nó rất là dễ hơn để cho đi cái hướng đi đó, ok. Anh làm cái video này đó cho hết gần 100 đứa đó anh đã nói chuyện với từ lúc mà anh về Việt Nam tới giờ, ok, cho hết chơi mấy các em á, thằng Toàn, thằng Tấn, thằng mà thằng thằng Khoi, thằng Hiệp, thằng Kha, thằng Hùng, hết chơi mấy thằng Dũng rồi đó, hết chơi mấy tụi em á, ok, coi cái video rồi anh đã nói cái này đó, với tụi em á hết hết 3-4 lần rồi đó, mà không có người nào hiểu. Chứ lúc mà anh gọi anh lần thứ hai hay là viết thơ cho anh hay là email cho anh á, thì cứ hỏi anh là đi nên đi đi hướng nào. Cái lý do mà anh tư vấn cho các em á đi hướng nào á không được đó, tại anh không biết muốn, anh không biết tụi em muốn cái gì, anh không biết. Chỉ người nào cũng nói là tôi muốn tiền, muốn muốn tiền, muốn tiền, muốn tiền, ok. Cái đó không phải là sự thật, cái đó không phải là sự thật. Người nào cũng nói là họ muốn tiền hết trơn á, mà các em phải hỏi cái tiền nó làm được cho cái gì cho mình, cái tiền nó làm được cái gì. Anh có tiền đó không, là nó là tạo ra cái tiền này đó,
các em á bỏ cái này qua bên, cái tiền này nó qua bên, rồi xong các em hỏi cái cuộc sống mình muốn là làm sao. Ok, thì sau đó đó cái tiền á là cái đồ nghề mà nó tạo ra được hết trơn mấy cái vấn đề mà mình muốn. Ok, bởi vì á mình phải biết cái vấn đề mình muốn á trước khi á mình làm tiền, rồi xong trước khi cuối mà mình làm tiền rồi đó thì mình mới biết rằng á mình nên đi cái hướng nào. Ok, thì mong rằng á cái video này đó, nó phụ các em á để hiểu biết á, các em nên coi cái video này đó 3-4 lần. Đây là cái sai lầm á mà nó làm cho anh á lâu làm giàu, lâu mà làm thành công, lâu mà làm có tiền. Ok, các em coi cái video này đi, coi cho nó kỹ 2-3 lần đi, rồi xong rồi ghi lên á mình cái vấn đề gì á mình muốn đó, rồi xong rồi làm y chang như anh nói vậy đó. Rồi xong lúc đó đó em có cái bản đồ trong đầu của em có cái bản đồ là của mình ra ngoài đời đó, mình gặp á bà con ta nói cái này đó làm cái móng tiệm nail này đó nó rất là khá đó, hay là làm bên đây đó rất là khá, hay là nên làm cái nghề gỗ này, hay là làm cắt tượng bên đây, hay là sản xuất xe bên đây, hay là đóng tàu bên đây, hay đi biển ở đây đó. Các em biết rằng cái này đó nó phụ mình đi tới cái mục tiêu của mình được, còn cái này đó bên đây đó không được, mình bỏ cái này qua bên, cái này mình phải đi cái hướng này bên đây. Ê, cái thằng này đó nó phụ mình tới cái mức này được, thằng mình nên chơi với nó, mình nên làm quen với nó. Ê, cái thằng bên đây đó nó không phải là người xấu, nó chỉ có muốn đi cái hướng đi khác, nó không có đi cái hướng đi mà mình muốn đi á, thì mình bỏ nó qua bên, mình đi chơi với thằng này bên đây. Ok, bởi vì cái đó là rất là, các em mà biết cái vấn đề sau lưng mà đây mà anh ghi cho đây đúng không, nó sẽ rất là phụ cho các em á đi chính xác vô á cái hướng đi á mà các em nên đi. Liền bây giờ đó cuốn mà các em đi đó, để ok liền bây giờ nè, các em đang đi cái hướng đi nó giống như gì nè, để anh chỉ cho các em á, rồi xong các em hiểu. Cuốn mà các em biết được cái vấn đề mà anh mới vẽ ra ở đây đó, chia sẻ với các em đó, nó rất là dễ, là tại vì cái lý do là gì nè. Ok, các em á liền bây giờ đó ở đây phải không, các em muốn tới bên này đó, liền bây giờ đó các em á đang đi như nè. Liền giờ cuốn mà các em ra ngoài đời đó, mỗi lần á người nào nói cái gì đó là nó giống như gì nè, trong đầu của các em á mình không có biết đi cái hướng nào nữa, nó lu bu hết trơn, tùm lum hết trơn á gì đó. Mỗi lần mình gặp người nào đó là dạ 1000 cái hướng đi để nó đi mà mình không biết mình đi đâu đó phải không, thì nó rất là khó. Còn cuốn mà mình biết rồi đó thì nó giống như gì nè. Các em muốn á mà làm sao á mà cái sự quyết định của các em á nó xuống còn có nhiêu đây nè, nó xuống còn gì đó, làm sao, tại sao, tại nó đi mau hơn, nó đi mau hơn. Còn mà mình đi nhiều hướng đi giống như anh đi hồi xưa gì đó không, là anh sai lầm gì đó, bởi vì đó cái anh lâu mà làm giàu, mà lâu mà làm ăn khá, là mấy vấn đề đó là tại vì cái lý do đó. Bởi các em á đừng có làm cái sai lầm mà anh đã làm rồi hết mấy chục lần rồi đó. Các em á ngồi xuống coi cái video này, rồi xong rồi học hỏi á, rồi xong làm theo mà như anh chia sẻ với các em gì đó, rồi xong cuối mà các em ra đó, cuối mà các em ra đó mình gặp người giàu, mình gặp người mà thành công, mình gặp người mà người ta mà làm ăn khá đó. Ok, mình không có tốn thời giờ đó, mình hỏi họ đó, ô anh chị mạnh khỏe không, làm ăn khá rồi không, ba đầu quỷ đó. Ok, mình hỏi họ, mình nói họ đó, ê mình đang ở đây liền bây giờ, mình có cái tài năng này, mình có cái vốn này đó, xong mình muốn đi cái hướng này đó, cái hướng mình làm sao mình đi cho nó nhanh chứ. Đó là câu hỏi, là đúng cái câu hỏi mà mình hỏi cái người làm ăn khá hay là cái người giàu đó. Ê anh Tài, em liền bây giờ em có cái này, cái tài năng của em là cái này, em muốn đi tới đây đó, em làm cái này, làm này, làm này đó. Ok, xong rồi em có bao nhiêu vốn đây, em có bao nhiêu thời gian đây, em bao nhiêu tuổi đây đó, em có bằng cấp này đó, làm sao á mà em đi tới đây á mau nhất. Ok, thì lúc đó đó nó rất là dễ. Rồi lúc đó đó thì anh á hay là mấy người khác mà làm ăn khá rồi đó, họ rất là có thể dễ dàng đó để phụ các em được. Ok, mong rằng á cái video này nó phụ các em á, để cho nó làm cho con mắt của em á với cái tinh thần của em á nó sáng sủa, nó thấy rõ cái đường đi á mà mình nên đi để thành công, để làm giàu được. Còn không thôi á là nó lâu lắm giống như anh vậy đó. Tại vì hồi đó đó cũng mà anh mới ra đời đó, không có ai mà chia sẻ cái vấn đề này với anh hết trơn á. Bởi vì á anh lâu làm giàu, anh phải vô tù làm tầm bậy tầm bạ tình luôn mấy chân không, làm này làm nó làm mấy chục năm gì đó không ra gì chân á, là tại vấn đề đó. Cúc mà anh biết á là anh phải đi thẳng cái đường này đúng không, thì lúc đó hả trong vòng á 11-12 năm hả là anh làm ăn khá, anh về hưu rồi xong. Ok, bởi vì á mong rằng á cái video này phụ các em á cắt bớt á vài năm, vài chục năm trong cái cuộc đời của các em á, để cho nó phụ được mà các em làm cái vấn đề này. Ok, rồi xong rồi lỡ mà
Các em á thấy mấy đứa bạn bè hay là bà con anh em gì đó mà đang đi, họ lạc đường á, họ đi như nè, họ đi như nè, đi qua đây đi vòng vòng gì đó, xong họ không biết chừng nào mới tới đây nữa. Xong người, nhiều người khác nó đi qua đây rồi, rồi nhiều người nó đi xa cái hướng đi nữa, nó không đi đúng cái hướng đi nữa. Ok, cũng mà các em thấy gì đó không, các em gửi cho họ cái video này, gửi cho họ cái video này để cho họ học hỏi được. Ok, xong các em nói ghi nhắn tin đó không, nói ê giờ thằng dốt này nó mà mắc học gì đó, nó chưa học được xong cấp 3 đó không, mà nó làm triệu phú rồi đó, không biết tại sao nữa. Nó nói rằng là miễn sao mà mình biết được đi cái hướng đi mà rõ ràng mà nó ngắn đó không, thì mình mới làm mà dễ làm giàu được không, nên xem thử coi mà nó có lý hay không. Ok, gửi cho nó. Còn á anh chị mà đang coi cái video này đó, rồi xong mình có đứa con hay đứa cháu gì đó mà mình thương mến nó đó, rồi xong rồi mình thấy là nó có tài năng đó, mà mình nó thử này nó thử nọ rồi tùm lum, biết không, anh mời anh chị đó nên chia sẻ cái video này với mấy tụi nhỏ đó không, để cho nó biết rằng là nó đi cái hướng đi đó chính xác như nào đó thì mình dễ làm giàu mà mau làm giàu nhiều chừng đấy. Ok, cảm ơn mà các em anh chị mà coi cái video này ha, xong rồi mà các em mà thích đó thì cho cái thumbs up, rồi xong còn câu hỏi gì dụ mà mình khởi nghiệp làm sao đó hay làm giàu làm sao đó thì nên ghi cái comment dưới, xong anh sẽ làm thêm video cho mà các em. Ok, cảm ơn các em ha, xong rồi anh em mình gặp lại sau trong cái video khác trong tương lai.